Một con gấu nâu có tên Martha cả cuộc đời sống trong cảnh giam cầm, cuối cùng đã được giải cứu chuyển đến ngôi nhà mới tại khu bảo tồn gấu Domazia ở miền Tây Ukraine. Trước khi đến nhà mới, gấu Martha đã sống ở một rạp xiếc, rồi sau đó là một điểm thu hút du khách gần một nhà hàng. Theo Forbes, tổ chức chuyên cứu hộ cho biết, con gấu 17 tuổi đã bị nuôi nhốt trong một chiếc chuồng nhỏ bằng bê tông và rơi vào tình trạng thiếu ăn. Hiện gấu Martha đang trong giai đoạn phục hồi và được kiểm tra y tế kỹ lưỡng. Chúng tôi phát hiện Martha có vài vấn đề với cơ quan tiêu hóa và răng. Đây là vấn đề khá phổ biến với những con gấu sống ở nhà hàng và rạp xiếc, bởi chúng không thực sự được sống trong điều kiện sống thích hợp. Nhưng chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề và đảm bảo giờ nó sẽ được chăm sóc đúng cách tại khu bảo tồn gấu của chúng tôi. Mở cửa đón khách tham quan năm 2017, khu bảo tồn gấu Domazia hiện chăm sóc 29 con gấu được giải cứu trên diện tích đất rộng 7,7 hectare. Tổ chức Four Paws cho biết hiện ở Ukraine ước tính có khoảng 80 con gấu vẫn bị nuôi nhốt riêng.